tay lên của tất cả mọi người. Thật ra mở màn của Đô Hữu Thịnh thì Đô Hữu Thịnh rất là áp lực. Vừa mới ra nhào ra hát, hát đi hát cùng thì không biết rằng là có được nhận được những tràng vỗ tay như thế này không. Nhưng mà thật may mắn thì có được tình yêu của mọi người. Để đến với Kelly thì dĩ nhiên là tôi xin chia sẻ tiếp, và để đến với Kali thì dĩ nhiên rằng là lời chúc và thiết thực nhất đó chính là sức khỏe của tất cả mọi người và nhan sắc của tất cả mọi người. Chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe và luôn tươi trẻ, tươi đẹp như thế này. Và ngày hôm nay cũng đúng một lời chào đến tất cả quý quan khách mời hiện tại có mặt trong buổi tiệc ấm cúng của ngày hôm nay ạ. Sẽ không làm mất thêm thời gian của mọi người nữa vì chương trình còn rất là nhiều những điều thú vị phía sau. Cho luôn hát lặng thêm một ca khúc Tôi Là Một Ngôi Sao để làm cho tất cả mọi người. Kali Yoga xin nhận được.